Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm review sẽ giới thiệu đến các bạn sản phẩm đó là module chuyển đổi I2C cho LCD. Đây, trên tay mình là module chuyển đổi I2C. Thì các bạn thấy ở đây chúng ta có 4 chân của chuẩn giao tiếp I2C, gồm có chân đất, chân dương 5V, chân SDA, chân SCL. Đây, ở đây chúng ta có một hàng răm để kết nối với LCD. Một biến trở để điều chỉnh độ tương phản, và cái răm này thì để cấp nguồn cho đèn nền của LCD. Đấy. Thì để kết nối với LCD thì chúng ta sẽ cắm như sau. Đây, các bạn sẽ cắm như này. Kết nối giữa LCD 2C và Arduino thì chúng ta sẽ kết nối như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ tiến hành cấp nguồn. Đây, chân VND, chân VCC, chân SDA thì chúng ta sẽ cắm với chân A4, chân SCL chúng ta sẽ cắm với chân A5. Đây, sau đó chúng ta sẽ tiến hành kết nối đây, các bạn có thể thấy sau đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng thư viện và một số điểm lưu ý khi sử dụng thư viện LCD 2C trên Arduino. Đây thì các bạn có thể quan sát, đây là phần code của thư viện LCD 2C. Các bạn có thể thấy ở đây chúng ta có include một cái thư viện là LCD 2C. Đây, sử dụng thư viện này thì các bạn chú ý cho mình, ở đây chúng ta có một chỗ, đây là khai báo này, các bạn chú ý cho mình, thứ nhất 0x27, ở đây là địa chỉ I2C của module LCD. 20 ở đây là số ký tự trên một hàng ngang của LCD, và 4 ở đây là số hàng của LCD. Thì ví dụ như ở đây mình sử dụng là LCD 2004 thì mình sẽ khai báo đây là 2004. Nếu các bạn sử dụng là LCD 1602 thì các bạn sẽ khai báo đây là 16 và đây là 2. Đây, các bạn chú ý chúng ta sẽ phải có một số hàm như là LCD Begin là dùng để khởi tạo LCD, LCD Blacklight hàm này dùng để bật đèn nền cho LCD. Đây, đây là hàm để chúng ta in một chuỗi ký tự ra màn hình. Thì nếu các bạn viết là LCD Print 0 mà không có cái vị trí in ra thì mặc định nó sẽ in ra từ vị trí đầu tiên của LCD, tức là vị trí thứ 0, hàng thứ 0. Đây, còn ở đây các bạn có thể khai báo là in ra từ bất kỳ vị trí nào, ví dụ như mình in ra từ vị trí thứ 6 của hàng thứ nhất thì các bạn có thể quan sát trên màn hình. Ở đây chúng ta có vị trí thứ 6 của hàng thứ nhất. Đây, 1 2 3 4 5 6 bắt đầu in ra chuỗi ký tự là LCD 2C, tương tự như vậy. Ở đây mình sẽ in ra từ vị trí thứ 0 của hàng thứ hai, hàng chữ là Welcome to, bạn có thể xem. Và tiếp theo thì ở đây mình xin lưu ý các bạn như sau. Hiện nay trên thị trường, ngoài những module LCD có địa chỉ là 0x27 thì còn một số module LCD khác có thể có những địa chỉ khác. Thì các bạn chú ý cho mình là để mà Arduino nó gửi đúng cái dữ liệu mình muốn in ra lên màn hình thì các bạn phải nhập đúng địa chỉ LCD của module. Thì hiện nay trên thị trường thì chỉ có hai loại LCD là có địa chỉ là 0x27 và 0x3F. Thì nếu như sử dụng là 0x27 cũng được, các bạn có thể đổi thành 0x3F. Còn nếu vẫn không được thì các bạn có thể sử dụng cách như sau. Ở đây mình có một cái code trên Arduino dùng để quét địa chỉ 2C. Thì ở đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái chương trình này. Đây, đây là toàn bộ phần code. Đây, mình sẽ tiến hành nạp xuống Arduino. Đây, sau khi nạp xong, mình tiến hành bật monitor. Các bạn có thể thấy ở đây module quét ra đúng
địa chỉ IHC là 027 và trên màn hình đã hiện. Thì ở đây mình lại không có cái module nào mà có địa chỉ là 03F, thì mình sẽ dùng một số cái module khác cũng là giao tiếp IHC, ví dụ như đây là con MBU6050 thì mình sẽ thử cho các bạn. Mình sẽ thử quét địa chỉ IHC của con MBU6050 này. Chúng ta tiến hành kết nối là VCC GND chân A4 là chân SDA, chân A5 là chân SCL. Đây các bạn bật monitor. Đây thì các bạn có thể thấy địa chỉ IHC của module này sẽ là 068. Như vậy với video này thì nhóm review đã giới thiệu đến các bạn module chuyển đổi IHC cho LCD. Đây, một số câu hỏi thường gặp các bạn thường gặp đó là tại sao là nạp cốt thư viện LCD lại không chạy, thì hoặc là module chuyển đổi LCD IHC này thì có thể chuyển đổi cho màn LCD 2004 hay không. Thì trong video này nhóm review đã giới thiệu đến các bạn có thể thấy là nó hoàn toàn có thể sử dụng với màn LCD 2004. Video giới thiệu về module chuyển đổi IHC cho LCD của nhóm review đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.